Ủa vậy mà được điểm A cộng mới kinh chứ. Ok bây giờ đi xin. Anh đồng ý với em không anh? Anh đồng ý với em không? Anh đồng ý cho em tiền anh. Anh đồng ý cho em tiền đi. Trời ơi cảm ơn anh trả bốn đô luôn. Trời ơi. Ok hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi một game đó là Bum Simulator, game về ăn xin nha mọi người, giả lập ăn xin. Đấy. Thì đây là game mà nó gió khá giống với tôi trong Roblox, là lúc thì tôi rất là giàu còn lúc thì tôi nghèo như chó vậy đó. Đấy. Người ta thường gọi là linh voi xuống chó đấy mọi người. À rồi ở đây thì trong đây thì tôi chắc chắn là tôi sẽ nghèo rồi, không thể nào mà tôi giàu được là vì ăn xin mà. Ăn xin thì không làm gì mà giàu được. Đấy. Rồi ok. Bây giờ là tôi sẽ vô game, new game nha mọi người. Game này tôi mới cải luôn á. Đấy, rồi. Normal hát peaceful thôi, normal nha mọi người. Như bây giờ game này chưa chơi lần nào mà đòi hát thì thực sự là nó chai hát quá, tôi chơi chưa, tôi cũng hơi khó chơi ấy. Ôi vô rồi nè. Ôi đúng chất ăn xin luôn á. Ôi đâu ra mà có một cái xe đẩy siêu thị mới biết nói nữa chứ. I'm Carl. Tôi là Carl Comment. Đây là Comment. Ủa cái gì vậy? Đây là cái công ty Evil Way. Nó đã biến tôi thành cái xe đẩy siêu thị. Bây giờ tôi đang tìm cách lấy lại cái cơ thể của tôi. What? À và cái não của bạn cũng vậy. À có nghĩa là bây giờ tôi bị mất não rồi. Không nói được luôn mọi người. Mất não rồi không nói được luôn. Đừng lo lắng, tôi sẽ dạy bạn mọi thứ. Sẽ bắt đầu với những cái cơ bản nhất. Bạn cần phải ăn và uống để sống sót. Bạn cần phải nhớ rằng. Ủa gì vậy? À bạn sẽ chết đi nhưng mà bạn khát và đói. Hãy ăn và uống đi. Đó là những cái thứ cơ bản nhất. Ok. Tôi cần phải lục thùng rác để tìm thức ăn, đồ uống hoặc những cái thứ gì đó để sống sót. Hãy chết những cái thùng rác kế bên. Ok. Hiện tại là bây giờ cô trong đây là cô đang bị mất não nhưng mà ôi sắp hết máu, sắp hết nước rồi nè. Lộn, sắp đói. Chỗ này chỗ cô ngủ nè. Ôi ôi, đi ăn xin là vậy đó, bấm phím E. Dục qua một bên, rồi gì nữa? À đá hả? Đúng không? Có phải đá không? À không phải. À không cần đá. Vậy là đá là dư thừa. Đây một cái bánh mì. À, rồi bấm phím gì đang? À consume. Tiêu thụ. Ồ, kinh chưa? Đá nè. À, bây giờ mới được. Bây giờ nó mới cho mình đá chứ đúng không? Đá nè. À. Đá nè. À. Không có gì hết. Ủa, ở đâu mà ăn? Fruit. Whatever. Just eat it. Veggie đâu mà ăn? Fruit đâu? À đây hả? Ông mẹ cái gì đây? Chắc cái thúi mà cũng ăn được đó hả? Ông ngon ăn đi. Ngon ăn đi ông, tôi ăn tôi chết rồi làm gì, mặc dù tôi bị mất não chứ tôi cũng có cái ý chí sinh tồn riêng của tôi chứ. Ok nó kêu ăn mình ăn thôi chứ biết sao giờ. Trời ăn vô cũng lên nước lên gì lên độ no kìa. Ô chán thiệt chứ. Trời ơi. Ủa đi theo ổng hả? Ủa này là gì đây? Hãy đập những cái này sẽ may mắn sẽ tìm được một vài cái thứ chưa cạc tông hoặc là cái thứ gì đó. À dục hả? À, cầm lên. Mình đá được không? Đá, à đá được nè. Ừ, đá đi cho lại. Ồ, làm được cái chảo nữa chứ. À, mình có thể lấy nó để đem bán hoặc là lưu trữ gì đó. Ok, lưu vào. Để mình coi thử mình coi cái inventory bằng cách gì. Mình coi inventory bằng cách gì? Con này là gì? Hãy tìm trong cái đống rác này. Ừ, ủa, vậy thôi hả? Ủa thế mà cô cứ tưởng đâu là nó còn nói gì nhiều lắm chứ. Nó nói có nhiều đó, không có gì hết. Có vẻ như là xung quanh đây không có gì để uống rồi. Tôi đoán là chúng ta cần phải không hiểu cái gì hết trơn á. Thiệt cái chứ. Mất não rồi giờ nó nói gì cũng đâu hiểu đâu. Tôi bị mất não mà giờ nó nói mà tôi còn hiểu được cũng hay ha. Đúng chuẩn luôn á, mất não xong giờ không hiểu tiếng Anh là cái gì luôn. Chán thiệt chứ. Consume. À là consume là đẩy đúng không? À không, đây nè, đây trong này là có xúc xích nha mọi người. Hot dog lên đồ nước luôn nha. Tôi lần đầu tiên tôi mới biết là ăn hot dog lên đồ nước nè. Rồi cái này là nước cam. Ôi giời có luôn.
Ngon. Ok, là cái này bây giờ là mình đẩy nó đi đúng không? Đẩy đi, đẩy sao? Consume. À, tiêu thụ. À, tiêu thụ. Vậy thì chắc là tôi sẽ tiêu thụ cái này đi ha. Tiêu thụ bằng cái gì? Bằng cách phím E đúng không? Rồi, ok, yeah, xong. Ừ, đáng lẽ mình phải tiêu thụ cái chai nước cam chứ, là gì tôi đang no mà. Tôi muốn lấy lại cơ thể và não của bạn nữa. Bây giờ chúng ta cần phải có một cái năng lực đặc biệt. Bạn là chúa tể bồ câu hả? Nani? Đây là cái bồ câu, đây là cái chuồng bồ câu đã bị bể rồi. Chúng ta cần phải đến cái bức, chúng ta cần phải trộm. Chưa kịp dịch nữa. Game này nó không có việc hóa mọi người. Toàn từ dài không có dịch hơi đuối. Nên là có dịch sơ sơ thôi. Đập nó, vậy thôi. Tôi có một cái điệp viên. Ở đâu? Spy là điệp viên, đúng rồi. Hãy đi đằng sau, bấm phím M để mở full map. Bấm phím M để mở full map. Ủa, full map rồi, đi đâu nữa? Rồi, ok. Bây giờ là tôi dẫn nó đi tới cái chỗ mà có gì? Có cái dấu chấm. Có cái dấu chấm than ở trên map hả? Dấu chấm than là ở đâu nhờ? Ở đây làm quách gì có cái dấu chấm. À, đi tới đây đúng không? Nó kêu mình là đi tới đây để mà đập mấy cái thứ, mấy thằng này nè. Sao ride nó khó dữ vậy trời? Cái gì vậy? Ride đi. À, bấm phím E. Ui giời ơi, đi nói ngay từ đầu đi cho nó lẹ không chứ. À, đi theo cái hướng nè. Nó chỉ rõ ràng ngay đây. Rồi, cứ đi đi. Bây giờ là nó chỉ mình đi đâu đây. Có vẻ như là đi tới cái chỗ mà có dấu chấm đỏ. Ờ, hình như không phải. Đi qua bên này mới đúng chứ. Cái chỗ chấm đỏ nằm ở đằng sau mà. Vậy là nó dẫn mình đi đâu đấy. Chứ không phải là đi qua chỗ kia. Để rồi bấm phím M lên. À, nó đi qua đây. Chắc là đi vô cái khu rác này nè. Phải. Mà khu rác này chỗ kia nó có cửa mà sao mình không vô? Vậy là chắc chắn là không phải vô khu đó rồi. Rồi, cứ đi đi. Bây giờ cô bị mất não rồi, nó muốn làm gì nó làm, nó muốn dẫn tôi đâu nó dẫn chứ. Biết chi? Giờ nó muốn nó dẫn tôi đâu nó dẫn chứ. À, nó dẫn đi vô chỗ này. À, đi gặp cái người mà bạn của nó, cái người mà tay chồng của cái gì đó. Của cái bộ của một cái tổ chức gì đó. Đấy. À, đi vào khu vực này để bắt đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính sẽ bắt đầu vào chữ C cho Kha. À, ok, đây. Y như GJ luôn mọi người, y như GJ luôn. Đây, đây là hắn. Buffy, hắn tên là Buffy hả? Đau bu gì mà. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient. This way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing. Let's get down to business. I need some info. I know why you came. Your stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one of them, but it'll cost you some serious money. $10. Shit, you're a greedy ass, you know that? I'm a bum, not an ass. There's a difference. Yeah, what difference? $10. Nó kêu mình là đi bây giờ phải đi tìm cho nó 10 đồng ấy, đi tìm cho nó 10 đồng. À, để mà kiếm được tiền á là phải có hai bước. Đầu tiên là bạn phải vẽ một cái tin nhắn gì đó lên cái cạc và sau đó sẽ đi xin. À, ví dụ như ôi vẽ được Mona Lisa luôn hả? Thư cấu vậy? Ok, rồi giờ chỉ luôn đi chứ giờ cách nào đây coi. À, đầu nhiệm vụ đầu tiên là bạn phải có được 10 đô. Bấm phím tab để sử dụng giữ phím tab để sử dụng skill hả? À, chọn best nè. Ok. Rồi bây giờ là tôi sẽ vẽ nha mọi người. À, bây giờ tôi sẽ vẽ cái gì đây? À không, tôi sẽ ghi chứ không tôi vẽ đâu. À, đây. Tôi bị mất não chứ tôi vẫn nhớ cái thằng này mà. À. 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 Mất não chứ cô vẫn nhớ mà, cô vẫn nhớ thanh niên này mà. Làm sao mà cô quên thanh niên này được, đúng không? À. 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 Hơi xấu chắc mọi người cũng hình dung ra được nha. Ấy. Ấy. Ấy chọt chất luôn. À. Ok.
Accept. Ủa vậy mà được điểm A cộng mới kinh chứ. Ok bây giờ đi xin. Anh đồng ý với em không anh? Anh đồng ý với em không? Anh đồng ý cho em tiền anh? Anh đồng ý cho em tiền đi. Trời ơi, cảm ơn anh. Trả $4 luôn. Trời ơi, gần $4.50, gần $5. Đấy, anh cảnh sát. Anh đồng ý không anh cảnh sát? Dạ, anh không chịu thôi, làm việc căng. Anh đồng ý không anh? Trời ơi, anh đồng ý cho em tiền đúng rồi. Trời ơi, tôi ghi cái này cái là mọi người cho tôi rất là nhiều tiền. Chị. Trời, chị, đúng rồi chị. Trời ơi, phải như thế chị ơi. Ủa sao ít kỳ vậy chị? Chắc chị này fan Vami rồi. Không ổn rồi. Anh. Anh kêu cho em tiền anh ơi. Anh đồng ý không? Ồ anh đồng ý luôn hả? Ngon. Một đá không? Anh nào mà cho trên $1 là fan tôi. Còn cho dưới $1 là fan thằng Vami. Thiệt. Chị, ủa nãy chị này xin chưa? À chị này chưa xin mà chị. Đúng rồi, chị này fan ai? Rõ ràng con gái là fan thằng Vami là sao nhỉ? Hư cấu vừa thôi chứ. Tại sao con gái là fan thằng Vami? Hử? Đâu để thử. À đây anh trai. Nhìn anh như là con đi xe tác ấy. Nhiêu tiền? Ờ đây fan Vami nữa rồi. Fan coi đâu? Có con gơ nào ở đây không? Đây, có gờ cởi. Gái. Đúng rồi, hợp lý không gái? Hợp lý. Nhiều. Ê, cái gì thế này? Sao toàn là fan Vami không nhỉ? Anh. Đúng rồi, cho em tiền. Nhiều. Ờ, kệ nó đi, không sao đâu. Kệ nói chung fan hai cũng được. Chán thật sự. Ok, quay lại gặp Busy. Khó được chứ. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safekeeping, while others went out to search for a buyer. Better hurry before they come back. Bắt đầu đi ăn trộm bồ câu nè mọi người. Bây giờ là đi ăn trộm bồ câu nha. Nhưng mà hiện tại giờ cô đang khát nước quá rồi biết sao giờ. À đi uống nước cái đã rồi tính sau. Ấy, ngon lành liền. Nhưng mà khoan, mình có lục được mấy cái thứ nào? Ở lục được nè. Ừ, này là gì? Mình đâu có làm được gì trong cái thứ này đâu đúng không? Dục. Mấy cái này thứ này cũng biết cái thứ nào nó quan trọng nữa. À, khan hình như là thiết đúng không? Thiết thì chắc là có thể làm được, còn này là gì? Cái này là cái gì? Ủa? Đá ở đâu rồi? Ở kìa. Đây, nhựa. À, nhựa cất vô. Đá. Đúng rồi. Có đồ ăn không? Không có gì hết. Mở cái này ra coi. Ú nhựa. À, không. Cái này có thể chế được cái gì? Cái này có thể chế được cái gì cả? Để cô coi thử coi. Nhựa. À cái này là để bán mà. Rẻ dưới trời, dục đi. Dục cách nào? Bấm phím R đúng không? Ừ dục đi. Đồ rẻ tiền nó làm ăn cái gì? Mấy cái này thì mình ráp đồ được nè. Đó trời. Ráp siêu ngon luôn. Diệt. Được. Ở đây nhiều mọi người. Tôi cần phải làm mấy cái thứ này xong thì tôi mới đi. Cái này nước. Ôi ơi. Húp luôn. Ấy, bánh mì. Trời ơi. Bánh mì hamburger luôn. Vãi nồi. Bánh mì tròn mà nó chế nhỉ. Ủa cái này bị khóa rồi mà. Mình phải có cái con shuriken bồ câu thì mình mới làm được. Ủa cái này mình bán được không hay là mình làm gì trong này cả? Ủa đâu rồi cái ông này đâu rồi? Cái này mình làm gì? Mình dùng để mình bán. Ít tiền quá à. Thôi không lấy đâu, dục đi. Mấy thứ này dục đi. Rồi, lục nè, lục thùng rác nữa nè. Gỗ hả? Gỗ này làm ăn được gì trời? Thôi, dục luôn đi. Tôi không biết là mấy cái thứ đó của tôi nó có xài được hay không nha. Nếu như cái nào xài được thì mọi người nhắc cho tôi biết nha. Cái này qua cái bên này rồi thì thôi, ok. Đây, chỗ này có một cái chưa lục nè. Cái này là gì? Broken vase. Thôi dục đi chứ làm ăn gì, trong đây có cái gì đâu mà xài. Nữa lại cái này nữa. Thôi, bây giờ đi đây. À, bây giờ đi qua cái khu bên này. Ủa? À đây, khu này chứ, đúng không? Đây. Mất cái thứ gì hả? Đây, đúng rồi, con chim nè. Cô đang cần lấy con chim này nè. Fuck you luôn hả? Nani? Flip.
À, chọc quê nó nè. Bây giờ có cách nào để mà mình beat nó ta? À, bấm phím F để beat. À, kè hả? chọc quê đó rồi. Mày làm gì tao? Mày làm cái gì tao? Cô tè đâu mọi người? Nani? Ôi, thế là có được một chú chim rồi. Tôi là thần bột cỏ lụng mà. Vì chúa kể loài bột câu mà, chẳng chi cũng đùa. Yeah, ok. Nói, không, nó nói gì chứ cô mức não cô vẫn hiểu mà. Tôi vẫn hiểu những cái cơ bản mà. Your birdie looks weaker than usual. Con chim của bạn có vẻ như nhìn hơi hơi yếu ấy. Chúng ta cần phải viếng thăm quý bà bồ câu. À, phải đi thăm quý bà bồ câu. Cái gì? Một cái xe biết nói hả? Ngon đấy. Ôi ôi. Bây giờ mình phải làm sao để mình bấm phím tab lên đúng không? Bấm phím tab lên và chọn đây Shuriken nè mọi người. À, Shuriken. Nó đang hướng dẫn mình. It seems that you have recovered your shuriken pigeon. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. It flies in a straight line. Có nghĩa là thay vì ninja là người ta phóng shuriken đồ này nọ đúng không? Còn tôi là phóng bột câu. Đấy. Nhức nách gì đó. Ok, được. Rồi, ok, vô. À, nhắm bằng cách là cái này và phóng bằng cái này. Ôi giời ơi. Một phát chết con nhỏ luôn. Ôi giời ơi, cắm ngay cổ luôn. Kinh thật. Quá khủng khiếp. Ok, đi. Mang bộ câu này tới cái con kia. Mà khoan, đi đường nào? Bật phím M lên chứ đúng không? Đây đúng không? Hay là ở đây? Chắc là ở đây quá. Ok, hỏi cứ đi. Nó kêu là mang bộ câu tới cho cái quý bà bộ câu. À, mang con bộ câu tới cho quý bà bộ câu. À, bấm phím Shift là chạy nhanh nè. Ôi giời ơi. Được luôn hả? Xe không có gắn động cơ, không biết con chạy kiểu gì luôn á. đây, ở phía bên này có mấy thằng nè, sau này là phải tiêu diệt nó nè. Ok, mấy cái thằng màu đỏ đó là phải tiêu diệt nó. Đây đúng không? Lady, đây nè, đúng rồi. Úi giời, cái gì? Úi giời. Và không thể tin được là cô ấy đã đến chúng ta. Chắc là nó muốn nó vô nó quậy với nó bị quý bà lady đá đít. Là mày. Rồi xong bị ăn đòn rồi mọi người ơi. Ngon mày lại đây. Ừ mày ngon mày lại đây. Ừ tao có shuriken à. Ừ mày ngon mày lại đây. Mày ngon mày lại đây. Mày ngon mày lại đây. Ừ mày ngon mày lại đây. Mày ngon mày lại đây. Một thằng. Cái gì vậy? Anh ơi em lỡ. Ui. Cái gì vậy? Thôi. Trời ơi, cái ông này ông bự dữ vậy. Ăn xin mà bự dữ vậy. Ở kia. Ơ, đã vậy, coi đếm lộn cái có thằng kia đầu quýnh tôi luôn rồi mọi người. Khốn nạn, không tin được. Khốn nạn. Ơ, thôi. Thôi, anh ơi, anh cảnh sát ơi, đâu quýnh em kìa. Khốn nạn. Khốn nạn. Ủa, thằng kia chưa kịp chết nữa hả trời? Chết đi. Ngay ngực lắm mà nó còn không chết rồi. Ok. Yeah. Đấy. Hãy mang con bồ câu đến cho Pigeon Lady. Ủa con mọi người coi nó kẻ. Số khổ. Ổng với ổng. Ông này ổng miếng hành xe đẩy mà vẫn bị nằm, vẫn bị đè chứ. Nó thiệt luôn á chứ. Go on, I'll stay on the lookout in case more bugs show up. Besides, she's way too boring. I mean, way too spiritual for my taste. Ủa, này là bồ câu thiệt hay bồ câu giả vậy? À chắc là bộ, à chắc là đồ mặt nạ bồ câu ấy chứ. Nè, cây vẫn là cây người nè. No, I'm no sea friend. My pigeons already told me what those pesky bugs did. Let me look at your bird. Hãy để tôi khám bệnh cho cái con bồ câu của bạn. It used to be so huge.
Nó từng rất là bự nhưng mà bây giờ nó rất là nhỏ. Vậy rồi, có luôn hả? Biết luôn hả trời? Dữ vậy. It's tiny and scared. Poor thing lost its home. Got separated from its master. Was held hostage. However, all is not lost. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again. You need to rebuild your pigeon coop. À, nó kêu mình là phải sửa lại cái chuồng bồ câu. Back to their full potential. Unfortunately, I can't help you with this quest, as it requires parts and skills beyond my reach. However, ô cái mặt nạ này hay ha mọi người. Cái mặt nạ này bả nói gì là cái miệng nó cũng đi theo luôn á. Tôi tự như bả là bồ câu thật ấy. Sợ thật. He might be able to help you. I'll mark his whereabouts on your map. À, đi gặp ông này để ông này ông giúp đỡ mình. Whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Ôi rồi. Còn cuối cùng rồi vẫn marketing cho tiệm của bà đó chứ. I'll send out my friends in search of your lost. À, bây giờ hãy đi xây cái chuồng đi. Free of charge. For all times. À, tôi sẽ gửi bạn của tôi để đi tìm những con chim bị mất. À, không những là mình có một con chim này, hình như là mình còn những con chim khác nữa. Bấm phím me đúng không? Giục đi. Trời ơi, mọi người coi ổng kìa. Đặt lên. Trời, ổng nặng tới mức vậy. Ổng nặng tới mức đó luôn á. Không kỳ luôn á. Vãi thật. Rồi, see you. Em đi trước đây. Anh ở đó chơi vui. Cái gì vậy trời? Tôi có làm cái gì đâu trời. Cự anh té dập mặt rồi anh còn lỗ thừa nữa. Ủa da. Thôi đừng có tông nữa. Cảnh sát đang đứng trước mặt kìa. Ui chà. Anh cảnh sát không phải tại em nha. Anh cảnh sát tại tự nó té đó chứ em không có muốn đâu. Khoan bây giờ có đi đường nào cả. À đi vô cái bãi này đúng không. Khổ. Đây nè bồ câu đi nè. Bồ câu một nuôi đi nè. Bấm phím ship lên chạy chỗ lẹ đây. Ủa khoan đi vô đây bằng đường nào nhờ. How to vô. Vô đây bằng đường nổ. À đây. Ô thôi, em không muốn gặp ảnh nữa đâu. Đánh với mấy ảnh mệt quá, em không muốn đánh nữa, khổ thật sự. Đây là, ôi đây là một đống bãi rác luôn nè mọi người. Ôi ôi, tha hồ lướp. Một cái bình này là được 8 scrap nè, ngon. Ôi rồi bị cắt cong luôn, ngon. Đây còn nào nữa, trời ơi, nguyên một bãi bự luôn. Thế mà lụm ra được có một cái thùng tivi này. Còn có chán không chứ. Cái này bán đâu được nhiêu tiền. Thôi dục đi. Nào mà giá trị thì cô giữ chứ. Cái này nó không giá trị thì cô giữ chi trời. Thiệt. Ui đây còn đồ phế liệu không mà không lụm được nè. Bật không. Đây ngon. Ok. Thêm một cái nữa. Ở sảy còn bà bảy luôn. Đấy thêm một cái nữa. Ui dục. À bồ câu Shuriken nè mọi người. À pháo. Xác chết vậy mà nó còn không trúng nữa hả? Ủa gì kỳ vậy? Ơ kìa. À mình cần phải upgrade lên mới được. Sorry bồ câu. Sorry nha chú bồ câu. Nhìn như thằng thằng ít gì á. Ui nó... Đừng có nói nữa, tôi không có hiểu cái gì đâu. Nói cơ bản thôi. Nói dài dòng thiệt chứ, khổ. Grateful for what I have. I try, I really do. It's hard when someone tries to demolish everything you have. How about a deal? You deliver a small package, and I'll buy you some free stuff, huh? What do you think? Great. Here's a thank you gift for my competition. I strapped it onto your shopping cart. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out.
I'll meet you at your place after you make the delivery. Good luck. I hope you enjoy fireworks. Sao có bơm ở đây nữa? Nó di chuyển đi đâu đây? Xa vậy? Bố còn khí. Ôi ôi, ông cho tôi cái trái bơm rồi, mẹ ơi. Khoan, bây giờ tôi phải hình dung cái đường đi trước đã mọi người. Tôi phải hình dung đường đi trước. À, tới đây, quẹo phải, quẹo trái qua cái ngã tư, qua cái ngã ba, rồi tới quẹo phải, quẹo trái. Ok, rồi. Không nhớ gì đâu, chút nữa cũng phải coi lại thôi. Tại sao lại một sao? Anh cảnh sát ơi, em xin lỗi, em không có làm cái gì đâu. Ở kìa, ok, hết sao đi. Trời ơi, còn có một phút nữa thôi, không biết có kịp không nữa nè. 6 giờ sáng rồi, không có ngủ đêm qua không ngủ, không biết ngày mai, không biết sau này có được ngủ bù hay không nữa chứ. Thôi đừng có nói nữa, cái ông này đứa cũng tập trung của lá cái coi. Nói nữa không biết lá lộn nữa, nghỉ chơi luôn á. Hãy đi giao cái món quà đặc biệt này trước khi thời gian kết thúc. Ok. Thôi đừng có riết nữa mà, còn 30 giây nước sắp tới rồi. Ok. Ôi dồi ôi, đá vô nữa hả? Đừng bao giờ tin cái thằng hề đó. Đó là một cái quả bom. Ôi chạy. 4 sao luôn mọi người ơi, 4 sao luôn. Holy shit. Ý, cái gì vậy? Thôi rồi xỉn luôn, đậu phộng. Ơ kìa, ủa vậy là chết một phát là quay lại hả? Ôi giời ơi, chết một phát xong xỉn xong quay lại luôn, khốn nạn tôi thiệt chứ. Ok rồi, vậy là mình phải cẩn thận lại nè. Biết đường đi rồi. Trời ơi, hồi nãy là lái cái này nó khó quá mọi người, tôi không biết cách lái của thằng này luôn á chứ. Ai nghĩ đời nào mà lái mà nãy mà trơn chu là tôi thấy được rồi. Khổ, game nó không có cho thắng hết chứ. Khoan, cái thanh stamina của nó nằm đâu vậy? Nãy giờ tôi chạy không để ý luôn nha, là tôi không có biết là thanh nó có thanh stamina hay không nữa chứ. Rồi chắc là không có rồi. Bây giờ làm sao để mà trốn được cảnh sát? Có nghĩa là mình phải kiếm được một cái chỗ nào đó nó kín đáo kìa. Có phải là giống như GTA hay không nữa? Rồi ok, tới rồi đó. Ông lần đầu là mình chưa có quen, lần sau thì chắc là sẽ ổn hơn. 33 giây rồi, dự xăng, medical shop. Ok. Đó, đã vô liền mọi người. Vãi trưởng. Đó là một cái quả bom. Đừng bao giờ tin cái thằng hề đó, đừng bao giờ. Thôi chạy. 4 sao lận. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Anh cảnh sát đang đứng trước mặt nữa kìa. Nhanh lên. Hồi nãy cô chạy không được là do là cô vừa lên xe xong là cô bị mất lái, là cô bị mất là do là bị cảnh sát bắn bắn cái gì á? Ui núp. Bắn súng điện á, hả? Nên là bị tê liệt. Ôi giời ơi. Mọi người thấy cái gì chưa? Cái gì đây? Flash room gì nè? Ngon. Tôi không biết cái đó là cái gì hết nhưng mà thôi cứ lấy đi rồi tính sau. Ai mọi người thấy cái gì chưa? Trời, mà trốn là nó trốn cho ra hồn liền gì? Ngon lành. Đấy. Cái này là chắc là chế được nè. Ok, lụm. Trong này có cái thứ gì không ta? Trong này không có thứ gì hết. Rồi, xong. Thế là hết rồi đó. Rồi. Ủa khoan, cái gì? Bấm phím C để mở character. Cái này là nâng cấp skill. Cái này là nâng cấp skill nè. Character. Rồi, ok. Đây, nâng cấp. Máu đúng không? Mua bằng kiểu gì? Rồi cái điểm cô đang có là bao nhiêu điểm? Đây nè, cô đang có một điểm ngay đây nè. Ngon.
Cái này là mình sẽ tăng máu. À, cái này là mình sẽ tăng được máu nè. Còn đây là tăng được phổi. Phổi là sẽ, nó sẽ chạy nó lâu hơn. Đấy. Còn này là ôi ơi. Bao tử thép luôn hả? Nà ní. Kinh thật, kinh. Ok, à, chắc là căng máu chứ đi ha. Mua. Ngon. Ấy, phải như thế. Ôi giời ơi. Ấy. Rồi, ok, thì chắc là Kia sẽ dừng cặp này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào muốn Kia làm tiếp game này á, thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share, và đừng quên subscribe của mình và comment ở phía dưới nha. Bye bye.